Sính lễ trên trời khiến đàn ông Trung Quốc ế vợ. Thách cưới là một phong tục có từ lâu đời ở Trung Quốc. Cụ thể, nhà trai phải mang tới nhà gái một số tiền khổng lồ để có thể tổ chức hôn lễ. Tuy tập tục này đã được bãi bỏ sau năm 1949 nhưng nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Qua khảo sát cho thấy, hơn 70% hôn lễ ở Trung Quốc phải có tiền sính lễ thì gia đình cô dâu mới cho cưới. Tiền sính lễ càng nhiều thì càng chứng tỏ cô dâu rất có giá. Theo thống kê, tiền sính lễ ở tỉnh Giang Tây dao động từ 420 triệu đồng cho đến khoảng 3,1 tỷ đồng. Đối với một gia đình ở nông thôn sẽ phải tiết kiệm trong thời gian rất dài mới có đủ khoản tiền này. Trong trường hợp vay mượn để có đủ tiền sính lễ thì sau cưới họ sẽ phải còng lưng trả nợ. Như vậy, đàn ông Trung Quốc không thể mơ đến chuyện lấy vợ nếu không có trong tay 3,5 tỷ. Sính lễ quá cao khiến không ít gia đình rơi vào túng quẫn. Ngày càng nhiều nam giới từ bỏ mong muốn lấy vợ vì không thể xoay sở để đáp ứng được yêu cầu từ phía gia đình cô dâu. Một số cặp đôi đã phải hủy hôn ngay trước giờ rước dâu vì không thống nhất được vấn đề sính lễ. Một đôi tình nhân ở Cam Túc đã phải chia tay sau nhiều năm hẹn hò vì giá quà cưới nhà gái đưa ra lên tới hơn 1 tỷ đồng, vượt quá khả năng kinh tế của chàng trai. Từ góc độ này, sính lễ dường như đã trở thành bom nổ chậm cho nhiều cuộc hôn nhân. Số lượng thanh niên trong độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc ngày càng giảm, xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn cũng trở nên thịnh hành tại đây. Đồng thời nó còn tạo nên nhiều tệ nạn xã hội như lừa đảo hay nạn nữ từ nơi khác tới để làm vợ.